hẳn là hoàng cung, nhưng sao đâu đâu cũng thấy xác người nằm la liệt, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi của ta. Đôi chân ta cứ như bị kẻ nào đó sai khiến lôi về phía trước, mắt ta trông thấy một cảnh tượng không khác gì địa ngục. Trước điện càn nguyên uy nghi, ánh lửa cháy rực trời, hàng trăm người đang điên cuồng chém giết, máu đỏ chảy tràn từ thềm rồng xuống tới khoảng sân rộng. Tiếng gào thét, tiếng đao kiếm chạm vào nhau chang chát, đâm vào tai ta đau thấu óc. Lẫn lộn trong đám người, ta nhận ra gương mặt của những đứa em trai, nhưng sao trông chúng lạ quá. Đứa nào đứa nấy sát khí bừng bừng, binh khí trên tay không ngừng loạt mãn. Bỗng một đứa quay mặt về phía ta, chẳng phải đó là Lý Cập sao? Nó lao về phía ta, rồi Lý Lực, Lý Phó cũng chạy tới, kiếm của chúng chĩa thẳng vào ngực ta. Ta muốn thét gọi chúng mà sao miệng cứ khép chặt. Đến lúc ta kịp nhận ra thì kiếm trong tay ta, trong chớp mắt, đã đâm xuyên qua lồng ngực từng đứa một. Tại sao lại như vậy? Ta đâu có muốn làm như vậy. Ta phủ phục xuống nhìn chúng hấp hối, máu loang đỏ chiến bào. Bỗng một cánh tay chụp lên vai ta siết chặt. Lý Cập mở mắt trừng trừng, nghiến răng gằn từng chữ. Ngài vàng không phải là của anh. Thái tử, thái tử, thái tử, người sao vậy? Người đã mơ thấy gì? Thái tử Lý Phật Mã giật mình choàng tỉnh, cảm thấy một bên vai vẫn đang bị siết. Rồi nhìn sang thì thấy khuôn mặt quen thuộc của Lý Nhân Nghĩa, nội thị tâm phúc của mình. Ngài thở hắt ra một hơi, thì ra là một cơn ác mộng. Thái tử định thần nhìn xung quanh, nhớ ra đây là điện Long An, nơi Đức Thái Tổ nằm dưỡng bệnh. Ngài đang ngồi bên chiếc bàn trải lụa, trên bàn có một chén thuốc đã cạn. Ngài đã ở trong điện này chăm sóc phụ hoàng từ lúc xế chiều, khi vừa xử lý xong sự vụ. Chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào. Thái tử nhẹ nhàng đứng dậy, đến bên giường bệnh, khẹp vén tấm màn lụa nhìn Đức Thái Tổ vẫn đương ngủ say, rồi đi sang gian phòng bên cạnh, kể cho Lý Nhân Nghĩa nghe giấc mộng kinh hoàng của mình. Nhân Nghĩa nghe xong, cúi đầu nhỏ giọng thưa: Tâu Thái tử, kể từ lúc Đức Thái Tổ lâm bệnh, chúng thần đã để mắt đến động tĩnh của các vị dương trong triều. Ba vị Đông Chinh Dương, Dực Thánh Dương, Vũ Đức Dương bí mật chiêu binh, tích trữ khí giới. Cái ý đồ phản loạn đã rõ như ban ngày. Bọn họ như hổ đối rình mồi, chỉ chờ Đức Thái Tổ băng hà là ra mặt tranh đoạt. Điện hạ phải hết sức đề phòng. Lý Phật Mã nét mặt xa sầm, ngài nhìn ngọn bạch lạp cháy leo lét trên chân đế bằng vàng. Đốm lửa lay động chực tắt khi một luồng gió luồn qua khe cửa sổ thổi qua, tựa như tính mệnh của Đức Thái Tổ lúc này. Điều này ta đã nhận ra từ lâu rồi. Bọn họ đều là em của ta, cùng lớn lên với ta. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, cử chỉ, nghe giọng điệu là ta đã biết chúng đang nghĩ gì. Nếu ngay đến tâm can của họ mà ta còn không hiểu, thì chẳng phải bấy lâu nay ta sống uổng phí hay sao? Ta đau lòng lắm chứ, nhưng người bảo ta phải làm sao? Giết anh giết em để giữ mạng của mình. Phụ hoàng vẫn còn đó mà anh em trong nhà đã chỉ kiếm vào nhau, nồi da sáu thịt hay sao? Nói đến đây, thái tử không kìm được mà rùng mình ớn lạnh khi nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Trong mơ ngài cầm kiếm đâm các em mà cảm giác như tự đâm vào ngực của mình vậy.
Ngài nhủ thầm mong sao nó vĩnh viễn chỉ là một cơn ác mộng. Kể từ khi nhà Lê mạt giận, Thái Tổ Hoàng đế Lý Công Uẩn thừa kế mệnh trời, họ Lý thay nhà Lê làm chủ thiên hạ. Qua bao hồi dọc ngang chinh chiến, ngôi cao đã đạt, thiên hạ đã định, bờ cõi tạm yên. Thái Tổ Hoàng đế lúc này đã vào tuổi ngũ tuần, sức khỏe bị mài mòn sau bao nhiêu năm ngồi trên lưng ngựa xông pha trận mạc. Tháng 2 năm Mậu Thìn 1028, ngài ngã bệnh. Ngài có 8 hoàng tử và 13 công chúa. Hoàng tử trưởng là Khai Thiên Dương Lý Phật Mã đã được phong làm thái tử. Theo lệ thường, vua cha băng hà thì thái tử lên kế vị, chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng thật ra tân đế đăng cơ nào có đơn giản như vậy. Mỗi khi ngai vàng đổi chủ, ắt đều phải trải qua một trường mưa máu gió tanh. Việc gì đến cũng phải đến. Một tháng sau, Thái Tổ Hoàng đế Lý Công Uẩn băng hà, kinh thành Thăng Long nhuốm màu tang tóc. Nước không thể một ngày không có vua. Các vị đại thần đã nghĩ ngay đến việc quan trọng ấy, cùng nhau đến cung Long Đức, nơi ở của thái tử, xin thái tử dâng chiếu mệnh tiên đế lên nối ngôi. Được tin ấy, ba vị Đông Chinh Dương, Dực Thánh Dương, Vũ Đức Dương cũng bắt đầu rục rịch động binh, đem quân vào mai phục sẵn trong cấm thành. Triều Lý vừa dựng lên, phen này ắt không tránh khỏi một màn huynh đệ tàn sát, máu rửa Thăng Long thành. Cung Long Đức, đêm khuya một mảnh tĩnh mịch. Trong thư phòng, thái tử cứ đóng then cài kín mít. Lý Phật Mã cùng hai thuộc hạ tâm phúc là Lý Nhân Nghĩa và Lê Phụng Hiểu đưa ngồi bàn bạc. Lê Phụng Hiểu mấy hôm nay theo dõi phủ đệ của Đông Chinh Dương Lý Lực, cho người giả làm hầu gái trà trộn vào để nghe ngóng. Vừa hay nghe trộm được, bọn họ mưu việc với nhau, hẹn giờ tí đêm mai là khởi sự. Thái tử sắc mặt nặng nề, đưa mắt nhìn hai người hỏi: "Ta đối với các anh em trước nay chưa từng bạc đãi, mà nay bọn họ lại mưu đồ việc bất nghĩa, làm trái di mệnh của tiên đế." Lý Nhân Nghĩa đáp lời: "Theo như thần nghĩ, đã là anh em với nhau, bên trong có thể cùng nhau lo việc nước, bên ngoài có thể cùng nhau chống giặc. Nay ba vị Dương làm phản, thì có còn là anh em nữa không? Hay đã trở thành cù địch?" Lê Phùng Hiểu vỗ bàn, nói giọng khẳng khái: "Đã là địch thì phải đánh. Ta cùng các anh em trong cung Long Đức đều là hạng có thể lấy một địch mười, xa gì một đám phản quân." Thái tử thở dài, cõi lòng đau xót: "Ta thì cảm thấy hổ thẹn. Tiên đế vừa mới băng hà, di thể người còn hoàng trong đại điện, mà anh em đã đánh giết lẫn nhau, há chẳng để cho người trong thiên hạ chê cười hay sao?" "Xưa đây muốn giữ gìn đạo công thì tình riêng phải dứt bỏ, hai điều ấy chẳng thể vẹn toàn. Điện hạ xem Đường Thái Tông, Chu Công Đán năm xưa, chẳng phải cũng là vì mưu việc lớn mà bỏ tình riêng sao? Vậy thì người thiên hạ làm sao chế cười được? Giả lại tiên đế biết điện hạ là người tài đức có thể gánh vác nổi nghiệp lớn, mới đem ngôi cao phó thác cho ngài. Nay lửa đã đốt đến tận cửa, điện hạ nhân từ với chúng thì chẳng khác nào tàn nhẫn với chính mình, phụ lời quỷ thác của tiên đế hay sao?" "Đánh à, chẳng qua là dạng bất đắc dĩ. Ta vẫn muốn làm sao cho họ biết sai mà lui quân, cho trọn tình nghĩa anh em mà thôi." Nhân Nghĩa lại nói: "Thưa điện hạ, lúc này không thể lấy lời nhân đức để nói chuyện với loài lang sói được đâu." Nói rồi, Nhân Nghĩa cùng Phụng Hiểu hai người nhất loạt quỳ xuống trước mặt Lý Phật Mã, chấp tay thưa: "Chúng thần xin được đánh trận này để quyết được thua, dốc hết sức để bảo hộ thái tử, chết cũng không từ." Lý Phật Mã lấy tay dây trán, hiểu rằng tình thế này không còn có cơ vãn hồi được nữa.
bất đắc dĩ đành gật đầu chấp thuận. Ngài quay mặt vào trong vách, lấy ống tay áo lau đi giọt lệ vừa trào ra khỏi khóe mắt. Nhân Nghĩa như chỉ chờ có thế, đứng dậy rút từ trong ngực ra một cuộn giấy đem trải lên mặt bàn, là tấm bản đồ thành Thăng Long. Chàng lấy tay chấm nước trà, điểm lên từng vị trí mà chàng suy đoán có thể là nơi đặt mai phục. Thành Thăng Long, cửa Quảng Đức. Đêm nay bầu trời đen như hũ mực, ngẩng mặt trông lên tịnh không có lấy một ánh sao. Trên vọng lâu phía trên cổng thành, toàn bộ treo cờ trắng, lá cờ bị gió thổi tốc lên bay lật phật như những bóng ma. Lính giữ cổng thành đứng một hàng nghiêm ngặt, mắt nhìn thẳng, không hề hay biết đằng sau lưng có một toán sát thủ đang âm thầm bước chân thoăn thoắt trèo lên mặt thành. Đến khi phát hiện ra thì lưỡi dao đã kề lên cổ, đưa một đường thật gọn. Toán sát thủ xử lý xong lính gác thì nhanh chóng đứng vào thế chỗ. Liền sau đó, hai cánh cổng cửa Quảng Đức từ từ mở ra, đón một đạo quân người ngậm tâm, ngựa tháo nhạc, lặng lẽ tiến vào. Hai tướng đi đầu, mình khoác chiến bào, không đeo trường kiếm. Dưới mũ trụ lóe lên hai cặp mắt lạnh lẽo như chả thú trình mồi, đang chú mục về hướng cung Long An phía xa xa. Nơi đèn đuốc thắp sáng trực, trong đó tất nhiên có cả thái tử Lý Phật Mã, người được di mệnh truyền lại ngai vàng, rạng sáng ngày mai tân đế sẽ đăng cơ. Đúng giờ tí, thái tử điện hạ rời cung Long An tới điện Càn Nguyên để tiếp nhận di chiếu. Một viên thái giám khom người, tay phải cầm đèn lồng, tay trái đỡ thái tử điện hạ. Thái tử Lý Phật Mã mình mặc áo xô, đầu đội tấm khăn trắng, dáng điệu mỏi mệt. Hậu tống phía sau là 10 nội thị, mỗi người đều cầm thêm một chiếc đèn lồng. Thái tử vừa đặt chân vào sân điện Càn Nguyên thì nghe vù một tiếng, có thứ gì đó đang xé gió lao tới. Ngài giơ tay lên vừa vặn bắt được một mũi tên nhọn trước khi nó kịp ghim vào trán của mình. Tức thì lại nghe tiếp một tiếng dù, liền thuận tay dùng mũi tên vừa bắt được gạt phăng mũi thứ hai. Động tác chỉ trong nháy mắt, lập tức đám nội thị hô to: "Có thích khách, bảo vệ thái tử!" Vừa dứt lời, trong bóng tối trên mái ngói và hai bên hông điện Càn Nguyên nhào ra chục tay cung thủ. Chúng đã phục sẵn từ lúc nào, đầu mũi tên đặt trên dây cung sáng lóe. 10 người nội thị và thái giám tự động quay thành một vòng xung quanh thái tử. Vài người nhanh tay rút cống phi tiêu giấu dưới thắt lưng ra, lấy hơi thổi liên tiếp 3 phát hạ gục đám cung thủ trước khi chúng kịp kéo cung, triệt hạ trước một chút phiền toái. Gần như ngay tức thì, họ nghe tiếng chân chạy rầm rập, lẫn tiếng gió ngựa ở trước mặt và phía sau lưng cùng ánh đuốc sáng ngời. Hai đạo phục binh khoảng 500 người chia làm hai hướng tràn vào sân điện Càn Nguyên, dây bọc từng lớp trùng trùng, giáo gươm tua tủa, sát khí ngút trời. Đám đội thị nào bó tay chịu chết. 11 thanh đoạn kiếm sắc bén giấu trong cán đèn lồng đồng loạt được rút ra. Bên trong, thái tử cũng lật ống tay áo trái phải, lấy ra hai thanh trụy thủ, thủ thế sẵn sàng. Đằng trước, một tướng cưỡi ngựa rẽ vòng dây đũng đỉnh hướng về phía thái tử, đang đứng khuất sau lưng người thái giám, cất giọng cười ngạo nghễ: "Huynh trưởng mang theo binh khí phòng thân như vậy, chắc là đã đoán được có chuyện chẳng lành rồi phải không? Tiếc là Vũ Đức Dương đã đến rồi sao? Vậy Đông Chinh Dương và Nhật Thánh Dương có ở đây hay không?" Phía sau lưng hai dương cũng thúc ngựa tiến tới. "Ủa, thái tử điện hạ cũng đoán ra tụi em rồi à? Hôm nay ba người tụi em tới để đoạt lấy thứ thuộc về mình." "Cả ba cùng đến sao? Hay lắm." Thái tử cười gằn một tiếng, ánh mắt khuất sau tấm khăn trắng lấp lóe hàn quang.
Thái tử đột ngột phóng lên một phát pháo hiệu. Một tiếng nổ vang trời, người ngựa xung quanh hốt hoảng. Trên khoảng không đen kịch, rực lên một luồng sáng như ánh chớp, chiếu sáng mái ngói điện Càn Nguyên trong tích tắc, rồi tắt lịm. Vũ Đức Dương thoáng giật mình, rồi ngay lập tức trấn định. Thái tử bắn pháo hiệu gọi cứu binh hay sao? Vô ích thôi. Hai ngã dẫn đến điện Càn Nguyên đều đã bị quân ta phong tỏa rồi. Cứu binh của điện hạ có đến cũng chỉ đành trơ mắt nhìn điện hạ thảm bại tại đây thôi. Thái tử hít sâu một hơi, vận lực, hai tay nắm chặt thanh thủy thủ, đáp lời: ta có thảm bại hay không, cứ đánh rồi sẽ biết. Đừng có nhiều lời, lên đi. Khí phách lắm, đây chính là điện hạ mà ta muốn thấy. Đừng có trách bọn ta không nể tình anh em. Lên! Dứt lời, hắn khoát tay một cái, lập tức quân tứ phía bao vây nhất tề xông lên. Giữa chồng dây, thái tử cùng 11 người hộ vệ cũng dung đoạn kiếm trong tay trực diện nghênh địch. 11 người này chính là những võ sĩ tinh anh của cung Long Đức Giả Trang. Người nào người nấy một thân võ nghệ cao cường, khí thế như mãnh hổ. Trong tình thế này phải lấy một địch 10, phải nói là lấy một địch 100 cũng không hề có lấy một phần nào núng. Cứ chân bước kiếm đưa, đánh đến đâu người ngựa giạt ra đến đó. Giữa 100 luồng kiếm quang đao ảnh hỗn loạn, thái tử một mình nghênh chiến với Vũ Đức Dương, Lý Cập. Hai thanh thủy thủ liên tiếp đỡ thế công như vũ bảo của thanh trường kiếm. Tuy so với binh khí có phần bất lợi, trên mình đã trúng mấy nhát kiếm nhưng không hề tỏ ra yếu thế, ngược lại vẫn linh hoạt uyển chuyển, mấy lần lách được vào uy hiếp yết hầu của đối phương. Cả hai đều là con già võ, đều từng kinh qua trận mạc. Tuy mang thân phận quý tộc nhưng nào phải dạng từ nhỏ sống trong nhung lụa, tay yếu chân mềm. Ứng chiến khoảng 20 hiệp, Vũ Đức Dương bỗng nhận ra có điểm bất thường. Hắn và vị thái tử huynh trưởng này cùng nhau lớn lên, cùng học nghề cung kiếm, đã từng tỉ thí không biết bao nhiêu trận. Đối với đoàn thế cùng lực đạo của anh trai, tất nhiên hắn vô cùng quen thuộc. Vậy mà người trước mặt hắn đây, ngay từ cách ra đòn đã không giống, lực đạo lại nhẹ hơn mấy phần. Trong đầu hắn lờ mờ hiểu ra, hắn nhìn khuôn mặt đối phương khuất sau tấm khăn xô trắng, lại thêm mờ ảo dưới ánh đuốc nhập nhoạng. Bất thình lình dung tay đánh ra một đường kiếm giả, rồi trong nháy mắt tay kia giật phát tấm khăn trùm đầu của đối phương. Hắn cỡ ngàng, trừng to hai mắt. Người trước mắt hắn kia nào phải là thái tử Lý Phật Mã, mà chính là tay nội thị Tâm Phúc bên cạnh thái tử, Lý Nhân Nghĩa. Ngươi không phải là thái tử. Đại Dương, ngài giờ mới nhận ra hay sao? Thái tử đâu? Dạy gì ta nói cho ngươi biết. Lý Cập điên tiết, vạn lần không ngờ được rằng lại bị người ta tương kế tựu kế. Khổ sở tính toán biết bao lâu, hóa ra kẻ trúng kế lại chính là mình. Lại còn bị một tên nội thị thấp hèn đứng trước mặt mà cười nhạo. Hắn nổi giận đùng đùng, trước hết trút cơn giận lên người Lý Nhân Nghĩa, ra tay tàn độc, đâm một nhát kiếm xuyên qua bả vai của đối thủ, rồi quay đầu quát lớn với Đông Chinh Dương và Dực Thánh Dương, lệnh cho họ đem quân ra trấn giữ hai ngã. Hai dương bên kia còn đang hăng máu chém giết, đột ngột nhận được lệnh quay đầu, còn đang mù mờ chưa hiểu là làm sao. Thúc ngựa lên hỏi thì bị quát một tràng: ta kêu các ngươi quay ra giữ dựng hai cửa, không nghe thấy sao? Trúng kế rồi. Hai dương bị hắn quát cho tỉnh người, hiểu ra tình thế, vội vàng quay ngựa lại tập hợp binh mã. Hai đạo binh vừa rẽ sang hai hướng chuẩn bị kéo đi thì nghe có tiếng gió ngựa trầm trập và tiếng người hô vang trời chạy đất. Bên này, một đạo thân binh xông vào từ cửa tường phủ, chặn phía trước ngựa của Đông Chinh Dương. Tướng đi đầu cưỡi ngựa, tay xách thành đại đao thấm máu, dáng người cao to như hộ pháp, chính là Lê Phụng Hiểu.
Bên kia cấm vệ quân đột kích từ cửa quản đức vào chặn đường Dực Thánh Dương. Dẫn đầu không ai khác chính là Thái tử Lý Phật Mã. Đây mới thật sự là Thái tử Điện Hạ. Điện Hạ thân mặc khôi giáp, bảo kiếm túc trần nắm trong tay, đưa mắt nhìn quanh chiến trường mà tim can quặn thắt. Thấy Lý Nhân Nghĩa trọng thương quỳ sụp dưới đất, lớp áo giáp mặc bên trong bị chém rách tơi tả, sắc mặt trắng bệch, máu từ trên bả vai tuôn xối xả ướt đẫm cả cánh tay. 11 thân binh sau một hồi anh dũng chiến đấu cũng chỉ còn 2 người miễn cưỡng trụ được, nhưng tình trạng cũng hết sức thê thảm. Nói gì thì nói, dẫu sao cũng là xác thịt người phàm, dù cho có mang một thân võ công cái thế thì cũng đâu thể nào vừa đấu với cả 100 người mà còn mong được vẹn toàn. Gắng gượng chống đỡ kéo dài thời gian đến thế này đã sức cùng lực kiệt. Trông thấy Thái tử, Nhân Nghĩa thu chút hơi tàn, lẫy bẫy đứng lên, nét mặt mãn nguyện vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Dừng lại đi, tất cả dừng lại cho ta. Thái tử ứa nước mắt thét lên. Cứ tưởng rằng Thái tử phen này như cá nằm trên thớt, việc lớn thế là thành công, không ngờ tình thế xoay chuyển đột ngột. 3 vị vương cùng binh mã luống cuống hoảng sợ, nhất thời không biết phải làm sao. Vũ Đức Dương, Lý Cập đến nước này cũng đành chó cùng rứt dậu, có chết cũng phải lôi được một kẻ chết cùng. Liền vung tay lên, định một kiếm chém bay đầu Lý Nhân Nghĩa. Tức thì Lê Phụng Hiểu thúc ngựa phóng tới, khua đao gạt phăng đám binh lính chắn đường, gầm lên như sóng nổ. Tử đạo của ta đây! Đại đao quơ lên một đường, kịp lúc giang thanh kiếm trên tay của Lý Cập lại lấy đà quay lưỡi đao xé gió, chém ngược một nhát ngọt sớt cắt ngang thần cổ, máu phun ra thành dòi. Vũ Đức Dương, Lý Cập, kẻ chủ mưu cầm đầu cuộc nổi loạn, thế là mạng vong. Đằng sau, Đông Chinh Dương Lý Lực thấy thủ cấp anh mình lăn long lóc trên mặt đất, cũng nộ khí bừng bừng, nắm trường thương trong tay xốc tới. Lê Phụng Hiểu nào phải hạng võ quan tầm thường, xuất thân từ thôn Cổ Bi thuộc Châu Ái. Lúc chưa theo Thái tử, hắn đã từng một tay nhổ bật gốc cây làm khí giới, đánh tan tành người của thôn đối địch đến cướp ruộng. Từ đó thôn Cổ Bi dựa quai hùm gấu của hắn mà tồn tại. Hôm nay trên tay hắn không phải là gốc cây nữa, mà là thanh đại đao đã lấy đầu vô số quân giặc. Này lấy thêm đầu của 2 vị đại vương cũng không thành vấn đề. Đối đầu với thanh đao bá khí ấy, trường thương của Đông Chinh Dương không chống đỡ được bao lâu, bị chém thành 2 nửa. Phùng Hiểu lại bồi thêm một chưởng sấm sét, đánh Dương văng ra khỏi lưng ngựa. Lý Lực gượng ngồi dậy, khọc một tiếng phun ra một ngụm máu, nheo mắt nhìn thanh đại đao nhuốm máu đang tiến dần về phía mình. Bên tai ong ong nghe tiếng Lê Phùng Hiểu nói sang sảng: Kẻ loạn thần tặc tử, lên một tên giết một tên, lên 100 tên ta sẽ giết 100 tên. Binh lính phủ Ba Dương nhìn nhau, vẻ khiếp hãi hiện rõ mồn một. Lúc này làm gì còn ai dám tiến lên nữa? 3 vị vương phản loạn, kẻ cầm đầu đã chết, 1 vị trọng thương, còn vị kia thì mở đường máu chạy thục mạng. Thắng bại đã rõ, họ đồng loạt hạ binh khí quy hàng. Lý Lực ôm ngực đau đớn, nghĩ hắn đường đường là con trai Đức Thái Tổ, mang tước Đông Chinh Dương, đã từng nam chinh bắc chiến biết bao nhiêu trận mạc, vậy mà nay lại bại dưới tay một tên tùy tướng. Trên đời còn nỗi nhục nào bằng? Cơn quốc nghẹn làm hắn lại thổ ra một ngụm máu. Đã nghe đao phong dùng dục trên đầu, Lý Lực nhắm mắt chờ chết. Bỗng kiếm quang lóe lên, keng một tiếng, hắn mở mắt ra, giật mình thấy một người đang sừng sững chắn trước mặt mình, vững vàng chặn lưỡi đao ác sát. Điện hạ, điện hạ làm gì vậy? Tôi cũng không hiểu ngài nghĩ gì nữa. Phùng Hiểu thu đao
trợn mắt kinh ngạc. Binh lính trông thấy cảnh này cũng kinh ngạc không kém. Tất thảy bốn phía lặng ngắt. Thái tử Lý Phật Mã từ lúc bàn bạc kế sách đã muốn làm sao bảo toàn tính mạng cho các em. Bởi vậy lúc ngài dẫn cấm quân phá cửa Quảng Đức đã gắng sức làm thật nhanh. Nhưng với cái chết của Lý Cập, ngài trở tay không kịp. Cơn ác mộng ám ảnh bấy lâu hiện rõ mồn một. Giờ mắt trông thấy Lý Lực sắp rơi đầu, ngài liền bất chấp lao lên. Cho dù bọn họ mưu toan làm phản, nhưng dù sao cũng là anh em thủ túc của ta. Ta làm sao mà bỏ được? Ta không muốn bước lên ngai vàng mà phải đạp lên xác của anh em ruột thịt của mình. Lý Lực mở to hai mắt nhìn người mà cách đây một canh giờ họ khăng khăng muốn giết, đang nhặt lên thủ cấp của Lý Cập ôm vào lòng. Hai hàng nước mắt từng giọt nối nhau chảy tràn trên mặt, nhỏ xuống mi mắt khép chặt của cái đầu lâu. Xưa nay chuyện hoàng tộc đấu đá tranh giành ngôi vua ở đâu cũng vậy, thắng làm vua, thua làm giặc. Dù là Bắc Triều hay Nam Triều, kết cục đều là một mất một còn. Thế mà thành Thăng Long hôm nay chứng kiến cảnh kẻ thắng xin tha mạng cho kẻ bại. Lý Phật Mã quay sang Lý Lực đang thất thần, nói những lời từ tận ruột gan. Ta cùng các em đều là con của Thái Tổ, lớn lên cùng nhau, đã cùng trải qua bao trận bạc. Các em đều là bậc trí dũng hơn người. Nay nhà Lý ta một tay tiên đế gầy dựng lên còn chưa đứng vững được. Người phương Bắc không lúc nào thôi dòm ngó. Bản lĩnh ấy của các em tại sao không dùng vào việc chống giặc hổ quốc? Tiên đế vừa mới mất, di thể chưa chôn mà anh em ta đã đánh giết lẫn nhau, nội bộ tan vỡ. Đến lúc kẻ địch xâm phạm bờ cõi, ta cùng các em xuống Cửu Tuyền còn mặt mũi nào để gặp phụ vương? Ta thân là con trưởng, được tiên đế phó thác ngôi cao, nhưng nếu các em thấy ta không đủ tài đủ đức, người trong thiên hạ không phục, ta nguyện sẽ nhường lại cho người đủ tài đủ đức hơn ta. Trời cao chứng giám, Lý Phật Mã này quyết không phải là kẻ tham lam quyền lực. Một hồi sau, trên khuôn mặt lem luốc của Lý Lực rốt cuộc cũng trào ra hai dòng nước mắt. Ngày Kỷ Hợi, Thái tử Lý Phật Mã lên ngôi trước linh cữu Đức Thái Tổ, đại xá thiên hạ, đổi niên hiệu là Thiên Thành. Ngày đó, Dực Thánh Dương quay về cùng với Đông Chinh Dương đến cửa khuyết xin chịu tội. Tần đế xuống chiếu tha cho cả hai, lại cho phục hồi chức tước như cũ. Ngày 25 tháng 3 năm ấy, Tần đế cùng văn võ bá quan làm lễ thề tại miếu thần Đồng Cổ, cùng đọc lời thề: Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, xin thần minh tru diệt. Tác giả Tiêu Hà.